Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam vừa triệt phá thành công chuyên án buôn bán hàng cấm, bắt giữ 3 đối tượng gồm Lê Tiến Cường, sinh năm 2000, trú tại tỉnh Hà Nam, Trần Ngọc Đệ, sinh năm 1987, và vợ là Võ Thị Hồng Thơm, sinh năm 1992, cùng trú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tang vật thu giữ là gần 3 tấn pháo nổ. Đây cũng là chuyên án buôn bán pháo nổ liên tỉnh với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam được triệt phá. Sau thời gian lập chuyên án để điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Cường và thu giữ 240 kg pháo nổ. Cường khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 3 vừa qua cho đến khi bị bắt, Cường đã giao dịch mua pháo nổ với một tài khoản trên mạng xã hội, sau đó bán hàng qua hình thức trực tuyến. Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ vợ chồng Đệ và Thơm. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, công an thu giữ gần 3 tấn pháo nổ các loại. Tại cơ quan công an, Đệ và Thơm khai nhận từ đầu tháng 3 năm nay đã thuê nhà tại thành phố Hồ Chí Minh làm kho chứa pháo và trực tiếp phân phối, giao dịch bán pháo cho Cường và nhiều đối tượng ở các tỉnh thành. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.